Đây, có một con đầu tiên rồi. Yeah, lại phe nè, để đó đi con. Nè, ở đây, nè, nè, đứng đây với ba. Ngồi xuống nè. Có một con đầu tiên ngồi xuống mới thấy mặt con chứ. Nè, xuống nữa. Con đầu tiên nè các bạn. Happy đâu rồi, không thấy mặt Happy. Quay lại đây, ngồi xuống với ba nè. Rồi, thấp xuống. Con đầu tiên nha. Happy đâu rồi. Yeah. Con đầu tiên nha các bạn. Yeah yeah yeah. Rồi. Chào các bạn. Xin chào. Ok. Bây giờ ba Happy với lại Happy đang ở cầu K18 nha. Đây là cầu K18. Bây giờ là gần 10 giờ rồi. Tới 11 giờ đi rước mẹ Happy. Happy đâu rồi? Bây giờ là Happy cùng ba sẽ câu trong một tiếng đồng hồ, câu tai coi có con nào ha. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi bắt đầu. Vào việc thôi. Okay. Rồi, rồi hôm nay giờ Happy cũng câu được cái nha các bạn. Rồi, con lại con nói vậy. Con lại con nói với các cô chú anh chị nè. Cô chú anh chị coi gia đình Happy có câu được cá không? Nếu không cá là không nhận cái hộp này. Ok. Còn câu được cá nhận được cái hộp này. Câu được cá nhận được cái hộp đúng không? Đứng đây với ba. Ngồi xuống nè. Có một con đầu tiên ngồi xuống mới thấy mặt con chứ. Nè, xuống nữa. Con đầu tiên nha các bạn. Happy đâu rồi, không thấy mặt Happy. Quay lại đây. Ngồi xuống với ba nè. Rồi, thấp xuống. Con đầu tiên nha. Happy đâu rồi. Yeah. Dưới với ba nào. Con đầu tiên nha các bạn. Yeah yeah yeah. Rồi. Có lý quá. Rồi từ từ. Có một con rồi nghe con phe các bạn đi. Có được một con rồi nha. Bắt đầu bắt đầu. Có một con đầu tiên rồi. Hay không hay không hả Bi? Thank you.
chỉ có một con thôi. Đến giờ rước mẹ Happy rồi, tầm hơn 1 tiếng. Hôm nay thất thu rồi, thôi có một con về bỏ vô cái hồ cá có oxy cho con cá cho Happy chơi nha. Nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Tuệ An Happy Family. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Xin chào.